Mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm món canh chua rất là ngon mát trong mùa hè này, và nguyên liệu thì rất là đơn giản. Với cà chua thêm mấy vài miếng dứa và thêm cái tai chua hoặc là quả sấu đều được nhé. Các bạn phi thơm hành tím lên, và hôm nay mình làm này mình sẽ dùng dứa và cà chua vào tai chua hoặc là quả sấu hoặc là ít nước quất hoặc nước chanh đều được nhé, để tạo vị chua nhé. Và để cái món canh nó sẽ ngon hơn thì mình sẽ xào một ít thịt băm, sau đó mình sẽ nấu canh chua cùng, hoặc là các bạn có thể là dùng hải sản, ngao, ốc, những thứ các bạn nấu canh chua cùng cũng được nhé. Và đây là mình sẽ xào phi thơm hành lên, mình sẽ xào ít thịt băm, sau đó mình múc bớt thịt ra và mình chỉ để lại một ít để nấu canh nữa. Vì nấu canh thì chúng ta cho vừa thịt ra thì nó sẽ ngon hơn, nhiều thịt quá bắt canh nó sẽ còn không được thanh mát nữa. Cho ít muối, ít nước mắm vào, xào thịt lên về hành tím lên như này là được rồi. Mình sẽ múc bớt ra để lại khoảng 2 thìa thịt băm thôi, sau đó mình sẽ cho cà chua và mình xào cùng. Cái phần thịt mình múc ra mình có thể ăn với cơm trắng nhé. Đã cho cà chua và dứa vào, chúng ta xào cùng thêm một chút muối nữa để cho cà chua nó nhanh mềm nhé. Khi mà cà chua mềm rồi thì chúng ta đổ nước vào thôi. Món canh chua này nó rất là ngon. Với một bát canh thì mình sẽ cho một cái tai chua vào. Tai chua khô rồi mình sẽ mang đi rửa lại, và sau đó mình cho một cái tai chua vào và cho khoảng 1 lít nước thì mình sẽ được một nồi canh chua. Và khi mà nấu xong thì các bạn cho ít mùi hành vào là được. Đây tai chua đấy ạ. Còn người miền Bắc thì hay có quả sấu thì chúng ta có thể cho quả sấu vào. Người miền Nam thì có quả me thì chúng ta có thể cho quả me để tạo thành nước chua, hoặc là cho một ít nước cốt, quả chanh hoặc quất đều được nhé. Nấu canh chua này mình sẽ cho thêm một chút đồ chua vào như vậy. Không thì cái chua từ dứa và cà chua nó cũng rất là chua rồi. Các bạn nếu các bạn không ăn chua nhiều thì các bạn có thể không cần cho tai chua nữa. Đây mình cho thêm mấy miếng đậu vào thì nồi canh chua của mình nó sẽ rất là ngon luôn. Nếu bạn nào ăn chay thì chúng ta bỏ cái phần thịt băm đi, chúng ta chỉ làm canh chua đơn giản thôi. Như này thì ăn nó rất là thanh mát và chan với cơm ăn rất là ngon nhé. Bây giờ chúng ta chỉ cần đun sôi thật kỹ nên cho nêm nếm lại gia vị, cho ít nước mắm và ít bột ngọt vào, và thêm ít hành lá, rau thơm mà là chúng ta sẽ có được một bát canh chua cực kỳ ngon và với bát canh chua như này ấy, chúng ta nấu cho những cái mâm cơm gia đình ấy, và mùa hè ấy, ăn cùng với cà pháo muối này hoặc các loại rau xào ấy, ăn cùng với canh chua này cũng rất là ngon. Và bây giờ mình đã chia sẻ xong được món canh chua rồi đấy ạ. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video của mình. Xin chào các bạn.